Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại có form bài của mình đang có đó chính là hai tình nhân và hai đấu sĩ nha. Và thật sự là cũng xin lỗi mọi người rất là nhiều luôn á. Tại vì từ đầu game mới tận bây giờ, chơi game chơi đã vô anh em ơi. Xong mà mới nhận ra là quên quay video, oh my god. Cái này mong anh em thông cảm và bỏ qua giúp mình nha. Tại vì lâu lâu mình cũng bị quên lảng lảng anh em ơi. Nhưng mà không ảnh hưởng quá nhiều. Tại vì từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang được một cái chơi thua rất là dài luôn rồi. 6 trận thua liên tục nha mọi người. Và chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Ông này là ma fire 2 style 2 trang bị lớn. Một vai solo 1 vest 1 và mình thắng hả? Ảo ma vậy. Ok luôn anh em ơi, trận thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Tuyệt vời luôn. Hồi rao trước á là mình cũng đang được một cái lõi kim cương rất là ngon luôn. Đó chính là nhanh tay lẹ mắt nha. Muốn roll bao nhiêu cũng được ở trong một rao đấu thôi. Thì mình quất luôn là Riven 2, Blitz nè, Ash cũng như là Lulu 2 sao nha mọi người. Và up luôn là con Lee Sin 3 sao ngay từ round 3.2 nha. Tại vì hồi nãy mình roll được rồi nhưng mà chưa kịp lên 3 sao thì vào trận mất tiêu rồi. Nhưng mà không sao nha mọi người. Với tầm round 3 chấm như thế này, một cái form bài full 2 sao, tướng 2 tiền, có lõi carry 3 sao. Cũng như tướng 4 tiền của mình đang có chính là Viego nha. Thì cái việc mà thua trận á, nó rất là hiếm luôn á anh em ơi, thật sự rất là khó luôn á. Đây, ông này là cá 63 đi chung với quân cảnh laser cũng như là xạ kích với lõi Lee Sin carry à. Mình thắng được không đây? Thắng được không đây mọi người? Đẻ nó, đúng rồi, đẻ nó. Anh em đừng quên nha, Lee Sin được một cái lõi carry đó chính là hộ thể thanh tẩy á. Khi mà sử dụng kỹ năng được giảm 10 mana gốc nha mọi người. Cũng như là xóa bỏ tất cả mọi hiệu ứng khống chế luôn. Và hồi lại cho nó là 15% máu đã mất cơ. Một cái lõi Lee Sin carry rất là mạnh luôn á. Và cực kỳ hot nếu như mọi người có được trang bị chuẩn á. Trang bị tăng tí anh em ơi. Đây, trời ơi, thiên đường trang bị tăng luôn chứ cái gì nữa. Cái này là hồi lại thêm máu nên mình cứ nhè vào dây chuyền trục tội nè, giáp máu nè, giáp sư linh nè, thú tượng hoặc là nỏ xét á, mình cứ quất cho nó thôi. Hồi lại càng được nhiều máu là càng ok mà. Với lại là mình cũng đang muốn làm một cái ý tưởng mọi người đưa ra yêu cầu cho mình làm khá là nhiều luôn á, thật sự luôn. Đó chính là Lee Sin carry với lõi hộ thể thanh tẩy cũng như á đi chung với admin nha mọi người. Đó chính là sử dụng kỹ năng được hồi lại máu. Và hiện tại là mình cũng được luôn rồi nha. Tại vì cái form bài admin á, mình có từ rất là sớm luôn rồi. Nhưng mà mình bán anh em ơi, không có chơi nữa. Lúc đầu game á, là mình đi chung với Blitz cũng như là Cam Mỹ Lệ nha. Mình chọn luôn đó chính là admin. Sau khi mà sử dụng kỹ năng á, được hồi lại 300 máu. Đấy, anh em tưởng tượng đi. Cái này Lee Sin được một cái lõi hộ thể thanh tẩy, hồi lại 15% máu đã mất. Cũng như á, là xóa bỏ tất cả mọi hiệu ứng bất lợi luôn. Và giảm 10 mana gốc khi mà xài kỹ năng nha. Đi chung với admin được hồi lại máu nữa khi mà xài kỹ năng nha mọi người. Chỉ cần là xài kỹ năng thôi là hồi lại máu. Nhưng mà tác dụng đối với admin thôi á. Thì hiện tại là mình cũng đang muốn cho em nó một cái ống admin nữa. Và cái này á chỉ có thể kiếm được từ lõi nè hoặc là từ thì vàng thôi. Mình đang tích sẵn luôn nha mọi người. Là một cái kháng phép á. Tại vì công thức ghép của nó là một cái thì vàng đi chung với kháng phép lại được một cái ống admin nha. Nên mình cũng đang muốn săn đây. Nếu như mà Lee Sin được một ống admin mà đi chung với 4 hoặc là 6 admin nữa nha, thì con Lee Sin này 3 sao lõi hộ thể thanh tẩy nữa thì thôi đúng là bất tử luôn anh em. Ông này thì hơi trâu. Oh my god, thắng được không đây? Lulu carry không nổi ôi. Bắt đầu đánh caro luôn rồi đấy. Trời ơi, Lee Sin 3 sao như thế này mà vẫn thua à. Khi mà mình được một cái form bài như này rồi thì mình sẽ cố gắng mình đi chung với đấu sĩ và tình nhân là nhiều nhất hơn. Tại vì mọi người nên nhớ cái hệ tình nhân này á, sử dụng kỹ năng càng nhiều, phép được tăng càng nhiều nha. Và con Lee Sin này mọi người biết rồi, sau khi mà xài kỹ năng á, được hồi lại máu cũng như là tạo giáp cho chính nó, cũng như là đồng minh nó lướt vào nữa, nên rất là bá đạo luôn. Cái con Lee Sin này đi chung với một cái lõi carry á, nó đã là một cái meta rất là hot từ nhiều cái phiên bản trước rồi. Và ở trong phiên bản này á, vẫn xài được nha mọi người. Nhưng mà nó cần phải là đồ chuẩn Lee Sin 3 sao cũng như là cái lõi carry nha. Tại vì khá là nhiều meta là mình đã làm cho mọi người xem rồi á. Rải rác từ tướng 1 tiền tới tướng 5 tiền luôn á. Ông này là level 7 hơn 50 tiền á. À đúng rồi, cái lõi Lee Sin carry. Những cái lõi như là Lee Sin nè, Bay nè, CV nè, Chitter Fate hoặc là Warwick các kiểu nha mọi người. Thì lại không tăng chỉ số cho chính nó mà nó gọi là cho toàn bộ đội hình luôn. Hoặc là mọi người có phải gọi là tận dụng được á thì mới xài ngon được. Cái này chưa có admin nên hơi yếu anh em à.
Và nếu như mọi người nào mà xem thấy hay á, hãy đừng quên để lại một like để cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo mới nhất cơ. Động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Hiện tại lịch đăng video của mình sẽ là hai cái một ngày nha, một cái là về meta, một cái là về thử thách cũng như là đồ dị á. Và nếu như mọi người có ý tưởng gì hay, hãy cứ bình luận ở phía dưới đi. Mình chắc chắn luôn sẽ đọc hết tất cả bình luận của mọi người và cố gắng thực hiện từng cái một ha. Tại vì ý tưởng của mọi người đưa ra cho mình nó thật sự rất là nhiều, nên mình cần phải lựa cái nào mà nó tự ra cho mình. Đấy, mình làm cho nó dễ ha. Tại vì ý tưởng á, nói chung là nó sẽ phân biệt ra với lại là khó với lại là dễ á. Nhưng mà chỉ cần nó độ thôi ha, thì khó tới mấy vẫn làm được. Còn nó không độ thì chịu anh em ơi. Thật sự chịu luôn á. Đây, bỏ thêm Sona vào cũng như là con LeBlanc nha. Kích luôn là admin, pháp sư cũng như là tình nhân. Ác chiến chưa? Bỏ cả hai con kích ba hệ luôn. Chiến báo lắm luôn anh em. Hồi bữa giờ là mình cũng đã có làm khá là nhiều ý tưởng của mọi người đưa ra cho mình rồi. Về LeBlanc nè, Blitz nè, Lee Sin, Viego, Lulu, Sona, Cây Mỹ Lệ và cùng rất là nhiều những cái vị tướng khác á. Mọi người nào muốn xem thêm thì hãy cứ lên kênh YouTube của mình, bấm vào cái phần video đã đăng nha. Hoặc là anh em tìm kiếm là tên kênh nè, Biosugi cộng kèm với tên thử thách, hoặc là tên meta mọi người muốn xem là nó sẽ ra thôi. Ủa, LeBlanc nó trưởng kìa. Nhưng mà Lee Sin đang rất là châu nha. Hồi nãy giờ mình thua chỉ có một cái lý do duy nhất thôi, là cái dàn đam của mình nó quá yếu đi. Lee Sin tăng rất là châu nhưng mà đam của mình nó chưa đủ. Liệu trận này có thắng được hay không đây? Tại vì ông này là một cái form bài đạo chích đó mọi người á. Mình nghĩ là mình thắng được. Anh em nên nhớ nha, cái hệ đạo chích này nó sẽ không tăng bất kỳ chỉ số gì cho tướng cả, nên nhiều khi nó lại hơi yếu. Đó, thắng được mà. Rồi, để cùng xem thử cái lõi thứ ba đó cho mình cái lõi gì nào. Thì vàng đi bạn ơi. Huy hiệu pháp sư à? Không cần anh em ơi, xoay lõi đi. Trời ơi, không được cái gì hết. Thôi, lấy hai cọc đi. Hai cọc tạm anh em. Thêm tăng cơ. Mình lấy tăng bù đam luôn. Gọi là đánh nhay nhất tới chết luôn. Cái trận này mình thề với mọi người luôn á, là có rất là nhiều anh em chơi Lee Sin nha. Hơn là cái trận này mình được một cái lõi nhân tay lẻ mắt á, mình roll trước. Cái lõi này nó sẽ giúp cho mình mạnh, gọi là thật sự là mạnh luôn á. Ở trong một cái khoảng thời gian ngắn, như là tầm round 3 chấm, 4 chấm, tới round 5 chấm hoặc là mạnh hơn nữa, nếu như mọi người snowball được. Tại vì với những cái lõi kim cương khác á, mọi người có thể xài nó trong xuyên suốt trận đấu luôn, hoặc là nó mạnh ở trong một cái khoảng thời gian cuối game đó. Nhưng mà với cái lõi kim cương nhanh tay lẻ mắt của mình đang có thì nó mạnh đúng một round anh em ơi, xài được đúng một round thôi. Mọi người phải tận dụng được, còn không á lại đợi đi luôn nha. Ông này là 1 2 3 4 5, 5 linh vật anh em ơi. Ác thật chưa? Mình thắng được hay không đây? 6 linh vật anh em à, tại vì ổng đang có một cái trái tim nữa. Trời ơi, ông châu, tôi cũng châu vậy. Lee Sin tăng cơ ác chưa này mọi, nó hồi máu kìa. Vay này bắn nản kèo luôn á. Trời ơi, không chết nổi luôn hả? Ngoe đây. Nhìn con Vay này chán luôn anh em, mà đã bắn Lee Sin của mình từ đầu game tới cuối game nhưng mà không chết được luôn á. Trời ơi trời, nhìn khổ cho team bạn thì có chứ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8, level 9 nha, để kịp thêm tình nhân, đấu sĩ với lại là admin vào. Cái này mình chỉ cần thêm một cái thì vàng thôi. Chỉ cần một cái thì vàng thôi em ơi, là món nó ra cho mình đi mà. Từ đầu khi mới tận bây giờ nó không ra rồi, chẳng lẽ không ra nữa. Tại vì nhiều khi ý tưởng của mọi người á, nó sẽ cần rất là nhiều điều kiện để mà làm luôn. Ít nhất là từ hai điều kiện trở lên nha. Giống như cái mùa này nè, nó có lõi á, nên mình phải bắt buộc săn lõi tướng luôn thì nó mới gọi là mãn cái đôi nhãn được. Giả bộ nếu như mọi người mà muốn làm Nazus thần giáp nè, hoặc là Nazus và bên tinh tú á, thì cái điều mà mọi người muốn xem nhất đó chính là nó farm quy đúng không? Đấy, thì bắt buộc lúc đầu game là mình phải săn được một cái lõi tướng Nazus farm nữa farm mãi, xong rồi được rồi đúng không? Mình sẽ tiếp tục đi săn những cái ấn thần giáp nè, với lại là ấn vệ binh đó. Đấy, nếu mà cái ấn đó ghép được từ thì vàng á, nó còn đỡ nha. Chứ nếu như mà không ghép được á, thì mình chỉ có thể gọi là đợi từ lõi nè, hoặc là đợi từ ra đi chợ thôi. Nói chung là nó rất là khó làm luôn. Còn cái đó mình mới chỉ kể là những cái ý tưởng nào mà có hai điều kiện thôi nha. Chứ còn cái ý tưởng nào á mà có 3 hoặc là 4 điều kiện cho lên á, thật sự rất là khoai luôn. Nhưng mà không phải là mình không làm được nha mọi người. Ê, thi vang kia. Hấp liền anh em. Ôi ôi, ông kia hên quá, không đụng vào. Đấy rồi,
Ở ngạc mình chơi Lee Sin anh em ơi, cuối cùng cũng ra cho em nó rồi. Chờ đợi từ ra 1 chấm tới ra 4 chấm hơn quá mọi người ơi. Tại vì đi chợ ra 1 chấm tới ra 4 chấm á, là những cái rau đi chợ mà có mảnh đồ. Đấy, còn nếu như mà đi chợ ra 5 chấm trở đi á, thì nó sẽ gọi là không xuất hiện mảnh đồ luôn á. 6 chấm hay như là có thì phải, nhưng mà rất là hiếm ha. Đây rồi, có thịt vàng, có Cinderella luôn nè, có tình nhân luôn anh em ơi, lắp luôn, ấn ngạc mình chơi Lee Sin nha. Đây, cái này thì hồi 700 máu nữa. Ui, vì là một lần xài kỹ năng hồi 600 máu cộng thêm 18% nữa. Ui, ác thật đó chứ. Tại vì cái hệ admin đầu tiên á là mình đã lấy là hồi 300 máu khi mà xài kỹ năng rồi. Admin thứ hai mình lấy luôn tiếp là hồi 300 máu nữa và cộng thêm phần trăm nữa nha mọi người á. À, cộng 25% nữa. Úi dồi ôi, là hồi 600 máu mỗi khi mà xài kỹ năng, cũng như là cộng thêm 25% hiệu ứng hồi máu nữa nha. Wow, anh em xem Lee Sin kìa, bất tử luôn á. Trời. Cái lõi thứ ba này, nếu như mình nó ra cho mình một cái lõi, đó chính là túi cứu thương. Đấy, tăng thêm 35% khả năng hồi máu và tạo giáp nữa. Thì con Lee Sin này chắc mình nghĩ là bất tử không chết nổi luôn á. Anh em nhìn kìa. Úi dồi, nhìn kìa. Tên bạn bắt đầu văng ra những câu tục tiểu rồi đó. Bắt đầu chửi thề đó mọi người. Nhìn con Lee Sin này mình nhìn mình còn ngán mà cho nói cho tên bạn. Trời ơi, lắp thêm phụ đam nha. Dàn tăng của mình hiện tại đang quá cứng rồi. Một mình con Lee Sin này tăng hết được nha mọi người. Còn dàn đam này lại mình nghĩ nó có hơi đuối một tí á. Sin là ra ít đam nè, Liberlang 1 sao, Oren Soi 1 sao, một trang bị lớn, cũng như là Sona 2 sao, không có trang bị luôn. Trời ơi, nó nghèo thì đừng hỏi vì sao luôn á. Nhưng mà sao, mình sẽ lấy tăng bù đam luôn. Đánh nhảy nhớt luôn anh em ơi, mọi người đừng quên nha. Cái hệ tình nhân này á, mỗi khi mà xài kỹ năng được tăng thêm phép cho cả toàn bộ đội hình luôn á. Nên cái lượng đam thiếu nó sẽ được bù đắp lại một tí. Đây, Lee Sin nè, anh em nhìn nha. Xài kỹ năng một phát hồi hơn 700 máu hả? Mình nhìn nhầm không vậy? Ui, một lần xài kỹ năng hồi 850 máu anh em ơi. Vãi chưởng. Một lần xài kỹ năng nó hồi gần 1000 máu nha. Cái này á là mình còn chưa tính tới cái việc mà Sona nó hồi máu thêm, cũng như là cái hệ gì người ta lộn cái lõi Lee Sin đó nha mọi người. Nó còn tạo giáp cũng như là giảm cái lượng mana khi mà xài kỹ năng đi nữa. Wow. Và tất nhiên rồi, có thể gọi là xóa bỏ mọi hiệu ứng bất lợi luôn đó nha. Một lần xài kỹ năng hồi lại gần 1000 máu. Ron nào chối anh em. Mình hứa với mọi người luôn á, là chắc con Lee Sin này từ đây đến cuối game, lúc mà em chọn luôn, nó sẽ bất tử, không chết nổi. Mình nghĩ là như vậy. Trừ khi nào mà tên bạn là được tướng 4 hoặc là 5 vàng 3 sao thì còn bay ra ăn được con Lee Sin này của mình. Chứ nếu không á thì mình xin luôn cái trận này luôn rồi đó. Lúc đầu game mình chốt cho Lee Sin đó nha mọi người, thì mình đã lắp luôn cho em nó là một cái nỏ xét rồi. Cái trang bị nỏ xét này á mình nghĩ là rất là quan trọng luôn. Tại vì nếu như mà gặp những cái ông này mà chơi có phơm bài hộ công này, hoặc là vuốt rồng, hoặc là những cái ông này mà tăng nó quá trâu á, dàn đam của mình sao mà chơi nổi, thì lắp nỏ xét thôi anh em. Đây, phơm bài nó quá đẹp rồi. 4 mạc minh, 4 tình nhân, pháp sư, đấu sĩ và Orenso đây là đam chính nha, với 3 trang bị lớn. Nhưng mà mới có 1 sao à. Ông này là đạo chích, tôi nhìn là tôi biết chưa nó hủ rồi. Trang bị như thế này thì hủ không hết. À, nổ rồi anh em ơi, nổ rồi. Có trang bị có trang bị thần thoại kìa. Mọi người nhìn đi xin kìa. Trời ơi, một lần xài kỹ năng hơn 800 máu. Lâu chơi, trời ơi, bất tử luôn. Rồi sao chơi, 852 máu nè. Trời ơi, gần 900 máu nha. Ác chưa? Anh em đừng quên nha, đây á là hệ tình nhân. Và con Lee Sin á, nó đánh càng lâu, nó sống càng lâu á, thì phép được tăng càng nhiều. Mà phép càng nhiều á, hồi máu càng nhiều nha. Rác thật sự. Khủng bố kinh khủng luôn á anh em mọi người. Anh em
cứ thoải mái đặt cho mình ý tưởng ở phía dưới nha. Nếu như mà mình làm được thì chắc chắn rồi mình sẽ săn và làm ngay lập tức cho anh em. Tại vì hồi bữa giờ là mình cũng ưu tiên mình làm thử thách đồ dị trước đó mọi người. Cái này là cũng gần cuối mùa rồi, và những cái meta là mình đã làm gần như là hết luôn rồi đó. Thật sự là chưa có cái meta nào và cái vị tướng nào mà mình chưa có làm qua cả. Anh em cứ xem lại video của mình là biết rồi. Tất cả những cái vị tướng có trong đấu cho chân lý này là mình đều đã có làm về nó rồi nha. Trừ những cái vị tướng tăng cơ ra nha mọi người, như là Alistair nè, Riven các kiểu thì nó là tướng tăng cơ, mình không có làm thôi. Chứ vị tướng nào mà carry được là mình làm hết rồi. Anh em xem Lee Sin nó trâu kìa. Ui rồi, bất tử luôn. Vậy này bài sao bắn không mất máu luôn anh em. Gì nè, ui rồi, sao chơi, vậy nè. What the hell, gì đây, Lee Sin. Ai à, cuối cùng cũng chết rồi. Nhưng mà như vậy là quá đủ. Như vậy là quá đủ rồi. Cái con Vayne 3 sao nha mọi người, 3 trang bị lớn. Cũng như là Malphite 3 sao, 3 trang bị lớn. Một mình đã đánh Lee Sin. Trời, phải gọi là qua cái chế độ URF á thì mới thua được. Tại vì nếu như mọi người chưa biết á thì cái chế độ URF này cứ khả năng tạo giáp nè với lại là hồi máu nha, nó sẽ bị giảm đi tới tận là 50%. Giá bộ lúc trước mọi người tạo được 1000 giáp đi, bây giờ nó giảm xuống còn 500 máu à. Và sát thương nè, cũng như là tốc đánh nó được tăng lên tối đa luôn nha mọi người. Nên những con nào mà tạo giáp gặp những cái dòng URF như này thì cũng khá là ráng. Trời ơi, ông này là Vayne, ông kia là Vayne 3, còn chưa giết được Lee Sin này, ông này tép 2, sao ăn được bạn. Xin cái tuổi luôn. Mọi người nhìn nè, đánh Lee Sin đi, đúng rồi, đánh Lee Sin của mình đi, đúng rồi, sao mà mất máu được. Trời ơi, anh em nhìn kìa, what the hell. Trời, không mất máu được luôn á anh em. Cái này là chưa tính tới việc mà con Orenson nó đang cầm kiếm súng á nha. Gặp ai đây mọi người ơi, bây giờ quá là bá đạo rồi. Mình đang có sẵn là Leona, Viego cũng như là con cây mỹ lệ nha, kích luôn là ba ngoại đạo qua. Đây, gặp lại công này rồi, để xem thử lần này ông có giết được con Lee Sin của mình hay không nha. Lee Sin ơi, búp giáp đi bạn ơi, hồi máu đi bạn ơi, bị trốn rồi anh em. Ui, vẫn xài kịp. Lemina xài kỹ năng kịp. Lemina xài kỹ năng kịp, nó càng xài kỹ năng nó càng hồi. Ui, đầy cái máu kìa. Ui ôi, mày nè, nó bắn bất lực luôn. Ore, thả bi bạn. Phụ đam đi. Quá thiếu đam luôn á anh em ơi. Tăng thì nhiều đó nhưng mà đam thiếu quá. Ai da. Ui trời ơi, vẫn cứ là đủ nha mọi người. 16.000 đam đối với từ vị trí Orensoi. Và cái này mới chỉ là Orensoi 1 thôi. Mình nghĩ là hai cái vị tướng mà mình làm nhiều ý tưởng nhất tại đó cho chân lý này là có hai con. Thứ nhất là con Aichot, thứ hai là con Orensoi nha. Mình làm chắc là mỗi con gần chục cái ý tưởng anh em. Như là Aure ngoại đạo nè, Aure vệ binh, Aure pháp sư, rồi Aure găng bóc đồ các kiểu. Nói chung là cực kỳ nhiều luôn. Hai con mà mình nghĩ mình làm nhiều nhất là con Orensoi cũng như là con Aichot nha. Còn những cái vị tướng khác thì con này cũng có rồi cả. Và mình vẫn đang săn thêm. Ông này nổ hũ rồi nha, kinh nha. Ồ, Lee Sin bất tử luôn hả? Bắn đi bạn, đúng rồi, bắn mình đi. Bạn bắn được nhiêu thì bạn bắn đi. Giết được con Lee Sin của mình là chỉ nãy giờ có đúng mỗi cái ông Vayne kia thôi á. Tại vì nó qua chế độ URF mà mọi người, nó bắn thấm quá. Rồi làm sao? Rồi bạn tính như thế nào? Hot chưa? Nóng chưa? Con Lee Sin này đúng định nghĩa là bất tử luôn rồi. Đây có Leona nha, mình muốn nuôi thêm cả Leona, Orensoi cũng như là con Mordekaiser 2 sao luôn nha mọi người. Và nói chung á, cái hàng chờ của mình càng nhiều tướng 2 sao là càng tốt. Tại vì sao? Có Sting là ra 2 sao mà nó kéo tướng vào thì mình yếu, nhưng mà anh em mình nó đông. cái dàn đen của mình nó thật sự nó rất là yếu luôn anh em. Đúng mỗi được con Orensoi cầm 3 trang bị mà mới có 1 sao à. Quăng thì không được bao nhiêu đam cả. Nhờ Lee Sin này nó câu giờ quăng được nhiều thôi. Và mọi người thấy cái mùa hè nó bắt đầu nóng chưa? Mình thấy là bắt đầu nóng thật sự luôn anh em à.
có những nơi kỷ lục lên tới là 4 mấy độ, 5 mấy độ, nóng cực kỳ luôn. Và nếu như mọi người không sắm cho mình những cái áo, những cái bộ quần áo các kiểu á, để mặc ở trong cái mùa hè này chắc là chết ngợp luôn á, thì đừng quên cửa hàng Bin You Store của mình đang gọi là sản xuất chuyên cung cấp những cái mẫu quần áo chuyên vào mùa hè luôn á. Mặc cột tông co dạng 4 chiều, 100% cột tông nha mọi người á, thật sự rất là mát. Và cái này mình hứa với mọi người luôn nha, không đẹp là không lấy tiền luôn. Bên mình bán chất lượng, không bán thương hiệu nha. Anh em cứ vào dạo một vòng xem thử á, ưng mẫu nào cứ quất ngay cho mình đi, tại vì mình đã bán cho mọi người rất là nhiều luôn rồi. Anh em cũng đưa ra những cái lời nhận xét tích cực, gọi là sản phẩm bên mình nó quá là chất lượng đi so với cái giá tiền đó. Thì nếu như mọi người muốn ủng hộ cho mình cũng như là tò mò thì hãy đừng quên ghé vào cái link mình để phía dưới phần bình luận cũng như là mô tả nha mọi người. Cửa hàng Bin You Store, và đây chính là lần khởi nghiệp đầu tiên của mình nên mình cũng mong anh em có thể ủng hộ cho mình. Hồi bữa giờ mình mở cửa hàng là cũng chắc phải gần 2 tháng rồi, và mình cũng có làm những cái video về những câu chuyện khởi nghiệp của mình xung quanh những cái lần mà mình đi nhập hàng các kiểu á. Thì nếu như mọi người tò mò thì mình có để ngay cái link ở phía dưới á nha. Cảm ơn anh em rất rất là nhiều luôn. Đây, Ly Sinh 3 sao đi chung với admin tình nhân, và mình đang roll kiếm liều này 2 sao nha. Màu roll của ai không ra luôn. Nhưng mà trước đó lên được cả con Mordekaiser 2 sao cũng như là Orange Soy 2 sao bay chuẩn bị lớn luôn rồi nha mọi người. Bây giờ là hơi bé luôn rồi đó. Và mọi người đừng quên nha, cửa hàng của mình đó là bán cho những các bạn nào mà đang quan tâm tới mình, ủng hộ mình, nên chất lượng mình đặt trên hàng đầu luôn nha. Giá thì không quan trọng, nhưng mà mình quan trọng nhất là chất lượng có xứng với cái giá tiền của mọi người bỏ ra không. Thì mình hứa với mọi người luôn á, đảm bảo nó phải là gấp 2, gấp 3 lần chất lượng luôn á. Anh em khỏi phải lo ha, tại vì cái này mình bán đúng vì đam mê anh em. Đây, mình sớm lên xin qua đây một tí nha, chứ nãy giờ biển vay này kia bắn chết 2-3 lần rồi, nói chung là cũng hơi nhục một tí. Đó, bây giờ vậy nè, Aure 2 sao đã phải khác chưa, với lại là Mordekaiser 2 sao trong đêm đi trang bị cực kỳ chuẩn luôn. Gõ mà nè, vậy nè, bắn hộ luôn. Vậy nè, đi chung với linh vật nó hồi máu kinh khủng thiệt. Ông này gặp bạn ảo của ông kia đi luôn rồi. Ô, quên luôn rồi nè. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.